Xin chào các bạn, hôm nay là ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu tố tranh cát. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ cát lên bức tranh. Sau đó chúng ta sẽ chà đều. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Tiếp theo chúng ta sẽ lột phía ngoài của bức tranh. Chúng ta sẽ đổ toàn bộ cát lên bức tranh. Chúng ta đã hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ lột phần phía ngoài của bức tranh. Chúng ta sẽ tô màu nền. Ở phần này chúng ta sẽ đổ toàn bộ màu. Và chậm để tránh thấm đều cả.
vậy là bức tranh của chúng ta đã hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh lại chỗ ngồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành trộn màu. Chúng ta sẽ có một màu tím, một màu trắng, một màu vàng và một màu xanh. Một màu xanh, một màu xanh, một màu xanh nữa. Chúng ta sẽ xé màu tím. Chúng ta sẽ tiếp tục xé màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ xé thêm màu xanh. Màu xanh. Cuối cùng chúng ta sẽ xé màu vàng.
chúng ta sẽ tiến hành trộn màu. Đây là tất cả màu của chúng ta. Cái chị bé cái đồng cho em chị Mana.
Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.